quý vị quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cho biết Đông Bắc Mỹ có thể có nhiệt độ lạnh kỷ lục. Theo dự đoán thời tiết của Sở Khí tượng Quốc gia NWS, khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ có thể gặp thời tiết lạnh kỷ lục vào ngày lễ Tạ ơn của hôm nay. Sở Khí tượng Quốc gia nói rằng bầu áp suất không khí kéo dài từ Ngũ Đại Hồ cho tới vùng Mississippi Valley sẽ khởi sự di chuyển theo hướng Đông Nam vào thứ Năm, khiến cho có khí lạnh kéo vào. Do sự chuyển động này thì nhiệt độ sẽ lạnh từ 10 đến 25 độ F hơn mức bình thường khắp vùng Đông Bắc vào thứ Năm và thứ Sáu. Hệ thống thời tiết này sẽ tạo ra tuyết khắp khu vực Ngũ Đại Hồ và kéo vào tới khu phía Bắc của vùng New England và tiến ra biển vào sáng ngày lễ Tạ ơn. Cảnh báo thời tiết xấu mùa đông đã được đưa ra cho vùng Buffalo ở New York và khu vực phụ cận với nhiệt độ dự trù ở dưới mức 20 độ F. Nếu thời tiết này xảy ra thì sẽ là ngày lễ Tạ ơn lạnh nhất ở thành phố này từ 50 năm qua. Tại thành phố New York thì các chuyên gia khí tượng tuyên đoán là ngày thứ tư sẽ có gió mạnh, nhiệt độ khoảng 40 độ F. Và tiếp theo đó là khoảng trên dưới 20 độ F trong ngày thứ năm với gió lạnh sẽ khiến có ảnh hưởng như chỉ khoảng 10 độ F. Tại Massachusetts sẽ có bão tuyết khiến việc di chuyển trên đường rất khó khăn và trơn trượt. Sau khi bão đi qua thì nhiệt độ sẽ rất lạnh. Thưa quý vị, Tổng thống Trump cho phép quân đội Hoa Kỳ có thể sử dụng vũ lực ở biên giới. Chính phủ Trump có kế hoạch cho phép quân đội Hoa Kỳ đang dàn ở biên giới phía Nam có thể sử dụng vũ lực nếu cần nhằm giúp đỡ nhân viên biên phòng bảo vệ biên giới. Tổng thống Trump được chờ đợi sẽ ký một quyết định cho phép như thế trong trường hợp các nhân viên Hoa Kỳ bị nguy hiểm nếu như di dân lậu, gây bạo động, tìm cách xông qua biên giới. Lệnh này có thể bao gồm cả việc nổ súng nếu thấy cần. Tuy nhiên, lệnh này của Tổng thống Trump có thể bị thách thức về luật pháp, vì theo luật thì quân đội Hoa Kỳ không được sử dụng bạo lực súng ống khi thực hiện các công tác gìn giữ trật tự an ninh trong nước. Theo một đạo luật có tên là Post Commit Tactics Act, vốn được chấp thuận từ năm 1878 và sau đó được tu chính nhiều lần, chính phủ liên bang bị hạn chế sử dụng quân đội trong nội địa trừ những trường hợp như thiên tai, chống khủng bố và các loại khẩn cấp khác. Trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra, có khoảng 5.900 quân nhân Hoa Kỳ được dàn ra tại nhiều nơi ở biên giới giáp với Mexico tại Texas, California và Arizona. Đây là cuộc dàn quân ra biên giới lớn nhất của Hoa Kỳ từ nhiều thập niên vừa qua. Chánh án tối cao Pháp viện đã của trách Tổng thống đã chỉ trích thẩm phán. Chánh án tối cao Pháp viện John G. Roberts Jr. vào thứ Tư đã chỉ mũi dùi hiếm hoi vào Tổng thống, lên tiếng bảo vệ ngành tư pháp liên bang trước lời chỉ trích của Tổng thống Trump về một thẩm phán của Obama ra phán quyết chống lại nỗ lực ngăn chặn người vượt biên lậu vào Hoa Kỳ xin tị nạn. Người đứng đầu tòa án cấp cao nhất Hoa Kỳ đã ghi trong thông báo được Văn phòng Thông tin Công cộng của tối cao Pháp viện gửi ra rằng chúng ta không có thẩm phán của Obama hay thẩm phán của Trump, thẩm phán của Bush hay là thẩm phán của Clinton. Những gì mà chúng ta có là một nhóm các thẩm phán tận tâm hết mình cho công việc nhằm bảo đảm quyền bình đẳng cho những ai xuất hiện trước họ. Ngành tư pháp độc lập là điều mà tất cả mọi người nên biết ơn. Thông báo ghi thêm không đả động gì đến Tổng thống. Các thẩm phán tối cao Pháp viện, đặc biệt là vị chánh án, hầu như không bao giờ đưa ra tuyên bố có liên quan đến những sự kiện tin tức. Nhưng có vẻ như chánh án Robert đã không thể làm ngơ trước lời chỉ trích của Tổng thống Trump. Trước đây, chánh án Robert chưa từng đưa ra ý kiến về Tổng thống Trump, thậm chí khi còn vận động tranh cử. Tổng thống Trump đã gọi Robert là một thảm họa vì đã bỏ phiếu duy trì Obamacare. Tổng thống Trump đáp trả thông báo của chánh án Robert. Cuối ngày thứ Tư, Tổng thống Trump đáp trả thông báo của chánh án Robert trên Twitter. Xin lỗi chánh án John Robert, nhưng ông quả thật có những thẩm phán của Obama và họ có nhiều quan điểm khác với những người đang chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia. Chánh án tối cao là người tích cực bên vực ngành tư pháp và thường xuyên bày tỏ quan ngại về những cuộc tấn công nhằm vào tính công bằng, vô tư của họ, cho dù chúng đến từ cánh tả hay cánh hữu. Hồi tháng trước thì Robert nói rõ, ông cảm thấy cuộc chiến đảng phái về việc chuẩn thuận thẩm phán Brett M. Kavanaugh đã phủ đám mây đen lên tối cao Pháp viện. Tại một sự kiện diễn ra vào trường đại học Minnesota ngay sau khi Kavanaugh được chuẩn thuận, chánh án bảo đảm tối cao Pháp viện phục vụ một quốc gia, không phục vụ một đảng phái hay quyền lợi của một ai. Luật sư Giuliani cho biết dĩ nhiên bà Clinton cần phải bị truy tố. Vào thứ Tư ngày 21 tháng 11, luật sư riêng của Tổng thống Trump, Rudy Giuliani, cho trang mạng The Hill hay rằng bà Hillary Clinton lẽ ra nên bị truy tố vì tội cản trở công lý. Giuliani đã nói rằng Hillary Clinton lẽ ra đã phải bị truy tố. Bà ấy can tội cản trở công lý với bằng chứng rất rõ là đã tiêu hủy một số lượng bằng cứ khá nhiều.
Ông Giuliani muốn nói đến con số 30.000 emails trên máy chủ cá nhân của bà Clinton đã bị tiêu hủy trước khi tòa án điều tra có thể xem xét chúng trong quá trình điều tra, khi bà còn là ngoại trưởng trong chính phủ của cựu Tổng thống Obama. Nhóm luật sư của bà Clinton cho hay rằng những emails bị bôi xóa này có tính cách riêng tư cá nhân, vì thế chúng không có liên quan gì đến cuộc điều tra xem liệu bà Clinton có hành xử tắc trách về tin tức mật của chính phủ vào lúc đó hay không. Ngoài ra, trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên của The Hill, ông Giuliani còn than phiền rằng báo chí đang hướng vào việc chuyện trưởng nữ Ivanka Trump của Tổng thống Trump cũng đã sử dụng máy chủ cá nhân cho một chương mục vào năm 2017. Và thưa quý vị, vì hôm nay là ngày nghỉ lễ Thanksgiving nên thị trường chứng khoán tạm thời đóng cửa. Sau một vài thông tin thương mại thì Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.